xin chào tất cả các bạn đã quay lại kênh anh audio trong tập trước qua lời mà đại trưởng lão nói thì cơ hồng trần biết được nếu như bản thân không khuyên được như nguyệt làm theo lời lão tổ thì chỉ sợ lão tổ sẽ để cho dị ma tộc đoạt xá thân thể như nguyệt mất điều này là thứ mà nàng không muốn thấy nhất trầm mặc một hồi lâu cuối cùng cơ hồng trần cũng đứng lên thở dài một hơi nàng liền lên tiếng nói nếu vậy thì để ta đi thử xem đại trưởng lão nghe vậy thì liền lấy ra một cái lệnh bài đưa cho cơ hồng trần nói với nàng đây chính là lệnh bài mở ra phòng tạm giam cầm lệnh bài vào tay cơ hồng trần liền xoay người bước ra khỏi phòng theo sau đó thanh âm của đại trưởng lão từ trong phòng truyền ra nói hai người các ngươi dẫn hồng trần đi đến phòng tạm giam xoay người đi trước dẫn đường ánh mắt tần trần hiếp lại trong lòng thầm nghĩ hiện tại lệnh bài đã ở trong tay cơ hồng trần nếu như muốn cứu như nguyệt ra thì nhất định phải nô dịch cơ hồng trần tại đây bằng không một khi tiến nhập khu giam giữ thì lúc đó sẽ không còn cơ hội nữa quyết định chủ ý tần trần liền dẫn theo cơ hồng trần đến một hướng khác hoang vu vắng vẻ hơn mà cơ hồng trần ban đầu còn đang trầm tư nên chưa phát hiện ra thế nhưng sau một hồi di chuyển nhận thấy cảm ứng giữa lệnh bài và khu giam giữ ngày càng yếu đi thì nàng đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn hai tên thủ về phía trước câu mày lên tiếng hỏi hai vị có phải hay không đi nhầm đây hình như không phải là hướng đi đến giam giữ khu chứ tần trần nghe vậy thì tươi cười lên tiếng hồng trần đại nhân là hữu dị đại nhân muốn gặp ngươi nghe tên thủ vệ này nói vậy làm cơ hồng trần có chút câu mày bởi vì nàng cũng biết tên hữu dị này hắn là một nhân vật cao tầng của dị ma tộc tại nơi đây hơn nữa thực lực cực kỳ đáng sợ thế nhưng làm nàng không hiểu đối phương muốn gặp mình là có mục đích gì trong khi còn đang câu mày suy nghĩ thì hồng trần lại nghe thấy tên thủ vệ kia lên tiếng hủ dị đại nhân người làm sao tự mình đến đây vậy cơ hồng trần nghe vậy thì theo phản xạ liền quay đầu nhìn lại nhưng khi thấy sau lưng mình không có ai nàng liền cảm thấy được có điều không thích hợp lông tơ trên người dựng đứng lên trong nháy mắt cả người bạo phát ra kinh khủng khí tức thế nhưng đúng lúc đó từng trần cũng động diệt hồn chi lực liền được hắn thi triển ra trong nháy mắt một cổ lực lượng linh hồn cường đại đã chui vào trong đầu cơ hồng trần làm nàng không tự chủ được mà kêu lên một tiếng đau đớn cả người vội vàng lui lại để thoát thân thế nhưng từng trần đâu cho nàng ta cơ hội đó chỉ thấy thân hình hắn lóe lên trong chớp mắt đã xuất hiện bên cạnh cơ hồng trần hai tay đánh ra từng đạo thủ ấn nhanh chóng đem chân nguyên trong người cơ hồng trần phong cấm lại sau đó liền đem nàng ta thu vào bên trong càng khôn tạo hóa ngọc điệp mặc dù song phương giao thủ rất nhanh thế nhưng ba động nơi đây lại hấp dẫn mấy tên thủ vệ xung quanh chạy đến ngay khi tần trần vừa đem cơ hồng trần thu vào càng khôn tạo hóa ngọc điệp thì liền có mấy đạo lưu quan lướt đến ngay sau đó một đám thủ vệ khác đã xuất hiện trước mặt tần trần rồi nhìn hai người tần trần đứng trước mặt tên đầu lĩnh của đám thủ vệ này có chút câu mày lên tiếng hỏi hai người các ngươi làm gì ở chỗ này nghe vậy tên thủ vệ đứng bên cạnh tần trần liền tiếng lên nói chúng ta theo lệnh của đại trưởng lão đi tìm cơ hồng trần đại nhân không cẩn thận mới gây ra một chút tiếng động tên đầu lĩnh kia nghe thế biết cũng không có chuyện gì xảy ra nên liền dẫn theo người của mình rời đi luôn nhìn theo bóng lưng đám thủ vệ kia dần biến mất lúc này tần trần mới thở phào một hơi sau đó hắn để cho tên thủ vệ kia đi đến khu giam giữ còn bản thân thì tiến vào bên trong càng khôn tạo hóa ngọc điệp mà lúc này ở bên trong càng khôn tạo hóa ngọc điệp khi thấy tần trần xuất hiện cơ hồng trần liền lớn tiếng quát lạnh ngươi là ai địa phương này là nơi nào tần trần nghe vậy cũng không có lên tiếng trả lời mà liền thi triển ra linh hồn lực bắt đầu đem cơ hồng trần nô dịch bởi vì trong đầu cơ hồng trần không có cấm hồn chú thuật thế nên tần trần cũng rất dễ dàng lưu lại diệt hồn ấn trong đầu nàng ta nô dịch xong cơ hồng trần tần trần liền đem nàng rời khỏi càng khôn tạo hóa ngọc điệp sau đó ba người một đường tiến về khu giam giữ và không lâu sau thì ba người cũng đến được nơi này ngay khi đến nơi cơ hồng trần liền xuất ra lệnh bài đưa cho tên thủ vệ nơi đây sau đó thì dẫn theo hai người tần trần đi vào thế nhưng đúng lúc đó tên thủ vệ kia liền ngăn lại hai người tần trần rồi lên tiếng nói hai người này không thể vào được ánh mắt lạnh như băng quay lại nhìn tên thủ vệ kia cơ hồng trần lạnh giọng nói ta cần hai người này giúp ta làm việc làm sao không thể đi vào chuyến này ta đến để khuyên can cơ như nguyệt chuyện này liên quan đến tương lai của cơ gia ta nếu như không hoàn thành được nhiệm vụ thì ai tới gánh chịu trách nhiệm chẳng lẽ là ngươi sao nghe mấy lời này tên thủ vệ kia tức khắc không nói lời nào đành phải cho hai người kia đi vào với lại chỉ cần hắn một mực ở ngoài cửa canh giữ thì cũng không lo có chuyện gì xảy ra mà lúc này ở bên trong khu giam giữ khuôn mặt cơ như nguyệt có chút thống khổ ánh mắt ngơ ngác nhìn đến vách tường phía trước lúc trước từ phiêu miễu cung trở về nàng trước tiên là tìm đến phụ thân và đại trưởng lão để nói cho bọn họ biết những chuyện phát sinh trong cổ ngu giới, để bọn họ biết được bộ mặt thật của phiêu miễu cung. Thế nhưng nàng đâu ngờ rằng, mọi người lại phớt lờ mấy lời mà nàng nói, khi đó nàng còn tưởng là đại trưởng lão không tin tưởng mình. Mãi cho đến khi tiến nhập tổ địa, thì nàng mới hiểu được nguyên nhân, cơ gia vậy mà cùng dị ma tộc hợp tác, không những thế, tổ địa cơ gia lại trở thành nơi cư ngụ của dị ma tộc. Không tiếp thu được chuyện này, nàng liền đi gặp lão tổ để hỏi cho rõ, thế nhưng lão tổ căn bản cũng không có để ý tới lời nàng nói, mà lại bắt nàng đi phá giải một cái phong cấm nào đó, khi biết phong cấm kia chính là do da da cơ vô tuyết lưu lại thì nàng sống chết không nghe theo vì thế mới bị lão tổ giam ở nơi này đang nhớ lại những chuyện phát sinh trong thời gian qua thì đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa theo đó là thanh âm lạnh lùng vang lên nói cơ như nguyệt có người đến thăm ngươi vì biết người tới là để khuyên bản thân đi phá giải cái phong cấm kia thế nên nàng liền lớn tiếng quát không gặp cơ như nguyệt vừa nói dứt lời thì cánh cửa phía sau nàng thoáng cái mở ra theo đó là một thanh âm dễ nghe vang lên như nguyệt ngay cả ta cũng không muốn gặp sao nghe được thanh âm quen thuộc này trên mặt như nguyệt liền hiện lên nét kinh hỷ thế nhưng ngay sau đó sắc mặt nàng lại trầm xuống trở nên băng lãnh lên tiếng nói cô cô nếu mục đích ngươi đến đây là để khuyên ta vậy thì mời trở về đi không đợi cho cơ hồng trần lên tiếng thì một thanh âm khác đã vang lên nói như nguyệt là ta đây nghe được thanh âm quen thuộc này cơ như nguyệt liền quay đầu nhìn lại ánh mắt tập trung lên trên người tên thủ về đứng cạnh cơ hồng trần mặc dù dung mạo người trước mặt có chút biến hóa thế nhưng thanh âm kia hơi thở kia lại làm nàng cảm thấy vô cùng quen thuộc hai hàng lệ không kìm được mà chảy xuống thanh âm có chút run rẩy của như nguyệt vang lên nói trần thiếu là ngươi thật sao trên mặt hiện lên nụ cười từng trần tiến đến trước người cơ như nguyệt bàn tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc của nàng lên tiếng nói như nguyệt thật xin lỗi ta tới muộn để ngươi phải chịu bao nhiêu khổ cực cơ như nguyệt nghe vậy thì cả người run nhẹ một cái sau đó liền nhào vào ngực từng trần khóc rống lên từng trần ngươi không có chết ngươi thật sự không có chết sau một hồi ôm ấp thì lúc này cơ như nguyệt cũng hồi phục tinh thần lại ngước mắt nhìn lên từng trần hỏi ngươi tại sao lại ở chỗ này chẳng lẽ là bị đại trưởng lão bắt vào đây sao ôn cơ như nguyệt trong lòng tân trần thấp giọng nói không phải ta đây là tới cứu ngươi sau đó tân trần liền đem mọi chuyện xảy ra trong thời gian qua kể lại một lượt cho như nguyệt nghe sau khi nghe xong trên mặt như nguyệt hiện rõ lo lắng nàng liền bảo tân trần mau rời khỏi đây nơi này có lão tổ cơ gia tỏa trấn không những thế lại còn có rất nhiều cường giả của dị ma tộc nếu như bị phát hiện chỉ sợ sẽ không thoát được còn đang định nói thêm điều gì thì như nguyệt lại bị tần trần lên tiếng cắt ngang ngươi không cần phải nói gì thêm bây giờ ta sẽ dẫn ngươi ra ngoài, nếu còn lãng phí thời gian nữa, chỉ sợ chúng ta sẽ không thoát khỏi nơi đây. Nói dứt lời, cũng không đợi cho Như Nguyệt lên tiếng, Tần Trần liền đem nàng thu vào trong càng khôn tạo hóa ngọc điệp. Sau đó, thì đem thi thể của tên dị ma tộc nhân canh cửa ở bên ngoài lôi vào, mặc y phục của Như Nguyệt cho tên này, rồi cẩn thận đặt vào phòng giam. Xong xuôi mọi việc, ba người Tần Trần cấp tốc rời khỏi khu giam giữ này. Ngay khi ba người vừa đi ra bên ngoài, thì tên thủ vệ khi trước liền tiến đến hỏi, Hồng Trần đại nhân, làm xong chuyện rồi sao? Hư lạnh một tiếng, cơ hồng trần không vui nói ra cơ như nguyệt đúng là gian ngoan mất linh người tiếp tục canh giữ ở đây ngày mai ta lại đến nói xong ba người lập tức rời đi hướng phía bên ngoài lâu đài cấp tốc rời khỏi mà tại thời điểm đám người tần trần rời khỏi khu giam giữ này không bao lâu thì hủ dị ma quân lại đi tới do cảm nhận được hai cổ khí tức xa lạ nên tên ma quân này liền lên tiếng hỏi lúc trước có ai tới qua nơi này không biết vì sao hủ dị ma quân lại hỏi như vậy thế nhưng tên thủ vệ này vẫn lên tiếng trả lời là cơ hồng trần đại nhân phụng mệnh đại trưởng lão đến gặp cơ như nguyệt mà đi theo nàng vào trong còn có hai gã thủ vệ trong tổ địa nữa vừa nghe được lời này hủ dị ma quân lập tức lao vào trong khi thấy thân ảnh đang nằm ngủ bên trong liền làm hắn tức giận quát lớn người này không phải là cơ như nguyệt tại thời điểm hủ dị ma quân phát hiện ra sự việc thì giờ phút này mấy người từng trần cũng đã chạy ra tường thành của lâu đài chạy đến đây cả đám liền dừng lại cũng không dám lỗ mãn xông ra bởi vì ở đây có rất nhiều thủ vệ tuần tra mà tuyệt đại đa số những người này tu vi đều là cửu thiên võ đế đến đây cũng hết nội dung của tập này rồi. Để biết mấy người từng trần làm sao mới có thể rời khỏi tổ địa cơ gia, thì hẹn gặp lại mọi người trong tập tiếp theo nhé.